Xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay Nhân tiếp tục làm video để giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng một con đường mới do chính chủ đầu tư công ty tập đoàn Cát Tường Group tự bỏ tiền vào đầu tư để cho tất cả quý vị khách hàng mình có một cái con đường đi đàng hoàng và sạch sẽ và rộng rãi hơn, và cho tất cả những người dân xung quanh hai bên đường cũng được hưởng được một chút đó lợi ích từ công ty tập đoàn Cát Tường đưa tới cho tất cả người dân. Thì như trước mặt tất cả người khách hàng mình thấy đó, đây là con đường, một cái con đường làng thôi, chưa đường làng thôi, nhưng mà lúc trước thì có rất nhiều công ty vào đây để đầu tư, nhưng mà cũng do là những xe tải lớn thì chạy nhiều quá cho nên là cái đường nó bị hư. Thì công ty tập đoàn Cát Tường Group hôm nay là bỏ ra một số vốn để đầu tư một cái đường đàng hoàng sạch sẽ hơn cho tất cả những khách hàng mình được đi và cho tất cả người dân hưởng lợi. Thì như trên đường đi đó, hoặc là đầu video, thì tất cả những người khách hàng mình cũng thấy là hiện tại hai bên đường này thì khá là nhiều nhà của người dân, cho nên là mình cũng thấy được cái sự sung túc và cái sự mà có người dân về ở thì lúc đó là mình cũng an tâm được một phần nào. Thì những khu khác ví dụ như Bình Dương hoặc Đồng Nai thì quý vị khách hàng mình đó thường là thấy một cái khu nó cũng rất rộng lớn nhưng mà xung quanh thì không có người ở, cho nên là cái sự đầu tư của mình nó rất là khó. Tức là kinh doanh những mặt hàng thì nó sẽ không có những cái khách hàng vào đó để mua. Thì như bây giờ mọi người xuống đất thì mọi người thấy đó, con đường được đổ đá rất là đàng hoàng rồi, còn lúc trước đó thì phải nói là xình lầy nè, rồi ổ gà, ổ voi, nhìn rất là nói chung là không thể diễn tả nổi. Còn hôm nay thì công ty đã bắt đầu đổ đá để chuẩn bị đổ nhựa cho tất cả người khách hàng này luôn. Đó, nhưng mình thấy rất tuyệt vời luôn. Rồi lúc trước mình đi vào cái đường này thì bảo đảm là không dám đi luôn. Như lúc trước là nhân có quay cho tất cả người khách hàng ở đó thì con đường phải nói là rất là rồ rề. Thì cũng lý do như nãy Nhân nói là do những cái công ty, thì những cái xe tải mà chở hàng đó họ vào họ chạy mà phải nói là rất kinh khủng luôn. Nhưng mà cái đó thì đâu có ai mà bỏ tiền ra mà tự sửa cho mình đâu. Thì hôm nay cũng lý do là công ty các người gốc đầu tư một con đường đàng hoàng để mình có thể đi vào khu Cát Tường Quốc Sinh, nó được gần hơn, khoảng chính xác là khoảng 3 km thôi mọi người. Nói như mọi người thấy nhà xưởng này với lại nhà ở của dân là khá là nhiều, đó là được rồi. Nói như cái đoạn này là mình đang chạy thẳng vào gần tới cái khúc mà cái ngã tư, thì nếu như quý vị khách hàng mình đi thẳng hoặc là phải ta phải thì mình chạy vào khu công nghiệp Đức Hòa Ba. Một ngày nào đó không xa, Nhân hẹn sẽ tiếp tục làm một video quay về khu công nghiệp Đức Hòa Ba, phải nói là cực kỳ rộng lớn nha quý khách, và cũng nói trước cho tất cả quý vị khách hàng mình cùng đón xem nha. Còn tới đây thì mình rẽ vào tay trái, mình rẽ vào khu Cát Tường Quốc Sinh của mình. Hiện tại thì công ty đang đổ đá. Rồi nhìn thẳng vào trong là mình thấy một cái chốt bảo vệ. Chốt bảo vệ thì sau này cũng là một cái cổng ở phía sau này đó, cho tất cả người dân được đi gần hơn. Và bên tay trái mình là kênh du lịch Sông Trăng đó, chỉ cần mình chạy vào tới khu Cát Tường Quốc Sinh thôi là mình thấy cắt hẳn liền. Đường xá được cán phải nói là rất bằng phẳng đó, và kênh du lịch Sông Trăng. Hôm nay thì chỉ mới có khoảng 3 tháng thôi, nhưng mà hôm nay cây cối là nó là khá xanh tốt rồi đó mọi người. Chỉ cần trong vòng 1 năm nữa thôi thì cây cối là mọc um tùm lên rồi, thì lúc đó cái cảm giác của mình cũng sẽ thoải mái nè, mát mẻ. Nó mới đúng thật sự là của một cái khu vực sinh thái. Còn hiện tại mình mới bắt tay vào làm thì những cái chuyện mà ngổn ngang thì những cái chuyện nó không bao giờ tránh khỏi rồi. Ở trước mặt là mình thấy bên tay phải là lớp nhà M3 ha, còn bên tay trái là lớp nhà L4. Thì L4 thì hiện tại nó còn 4 căn, 2 căn là quay về hướng Tây và 2 căn quay về hướng Đông. Thì chỉ cần quý vị khách hàng mình hợp với hướng nào thì mình sẽ chọn hướng đó để mình mua mình ở thôi, hoặc là mua đầu tư. Còn cái mẫu nhà thì nó khá là giống nhau rồi. Nếu như trước mặt mình là công viên khủng long rồi mọi người. Thì công viên Khủng Long thì ban ngày thì mình nhìn thấy
có vẻ là hơi vắng vẻ đúng không? Nhưng mà ban đêm chỉ cần rơi vào tầm khoảng 6 giờ chiều thôi, và phải nói là những khách hàng nơi khác và những khách hàng của khu đến đây để kinh doanh, mua bán, ăn uống nè, thì lúc đó khách phải nói là bảo đảm là không được chạy xe về đâu mọi người ơi, và nó cạch cứng hết, không có chỗ đâu để mình chạy xe luôn nha. Tiếp tục là mình chuẩn bị để quẹo tay phải và mình đi vào góc nhà L4, còn bên tay trái mình là góc nhà K1 nha mọi người. Thì không biết là mình đi là khoảng bao lâu, thì như là nó rơi vào từ đầu đường mình chạy qua đây thì nó rơi vào tầm khoảng 5 phút đó, cho nên là khá gần nha mọi người. Rồi, trước mặt của mình là mình đang dần tiến tới góc nhà L4. Thì bên đây thì công ty đang bó vỉa để làm một cái công viên bên đây, bên tay trái mình. Còn trước mặt của mình thì công ty cũng đã đổ đá rồi, đổ đá để cho trước mắt là cho các cái xe lưu này cán cho cái đường vẽ lại, và lúc đó mình sẽ đổ nhựa. Và bây giờ thì quý vị khách hàng cùng với nhanh mình hạ cánh xuống để cùng nhau đi vào tham quan góc nhà L4. Và bây giờ trước mắt của tất cả quý vị khách hàng là mình đang nhìn tổng quan của tầng trệt góc nhà L4. Thì hiện tại góc nhà L4 của mình chỉ còn lại 4 căn, thì có 2 căn ở hướng đông và 2 căn ở hướng tây. Thì cái mẫu nhà là nó khá giống nhau rồi, chỉ cần quý vị khách hàng mình hợp với hướng nào thì mình cứ chọn hướng đó và mình mua để mình ở và có thể là mình kinh doanh. Chứ còn cái mẫu nhà thì như nói là nó giống nhau hết, chỉ cần mình hợp cái hướng là lúc đó là mình giao dịch thôi. Thì lúc trước Nhân có làm một cái video thì Nhân nói về góc nhà L4, nhưng thật sự là lúc đó tất cả quý vị khách hàng mình khi mà bước vào nhà đó thì nó chưa hoàn thiện, cho nên là mình không có cảm giác và không có cảm nhận được cái nhà của mình như thế nào, mà mình lúc đó mình xuống tiền để giao dịch đó thì nó rất là khó. Tại vì nói chung là cái cảm giác mình chưa thích, mình chưa muốn, thì tại sao mình lại phải bỏ tiền ra mua những cái căn nhà mà mình chưa chắc ăn trong đó nó có những gì và nó như thế nào. Thì cho nên là nó rất là khó. Thì lúc đó là cách đây khoảng một tuần trước thì cái lốc nhà L4 nó có khoảng 50 căn đó, 50 căn, nhưng mà lúc đó còn lại khoảng 20 căn. Thì khi chủ đầu tư các tầng gốc họ làm được một cái căn nhà mẫu rồi, xong căn nhà mẫu rồi, thì cách đây khoảng 5 ngày thôi thì cái lượng giao dịch tăng lên phải nói là cực kỳ. Và hiện tại bây giờ như Nhân nói là chỉ còn có 4 căn, 2 căn hướng tây và 2 căn hướng đông. Thì lúc đó là mình cứ đi vào xem nhà mẫu và cứ chọn đúng hướng của mình thích thì mình giao dịch thôi đó. Như hiện tại bây giờ đó thì Nhân cho tất cả người khách hàng mình cùng nhìn tình hình thôi, để mình thứ nhất là mình cảm giác và cảm nhận, và nếu như tất cả quý vị khách hàng mình thấy thích rồi, thấy ok rồi, thì quý vị khách hàng hãy nhấc máy lên và gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880 để mình có thể xuống đây để tham quan trực tiếp căn nhà mẫu của lốc L4. Và lúc đó nếu như mình ưng ý thì mình sẽ giao dịch luôn nha mọi người. Và nãy giờ thì Nhân đã chia sẻ cho tất cả quý vị khách hàng mình khá nhiều thông tin về một con đường mới để đi vào khu du lịch sinh thái Cát Tường Ngũ Sinh, và cũng khá nhiều thông tin về lốc nhà L4. Nếu như nãy giờ mình đã ngắm rồi và mình cảm nhận rồi, mình thích rồi, thì tất cả quý vị khách hàng hãy nhấc phone lên và gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880 để quý vị khách hàng mình có thể giao dịch những căn nhà phố của lốc L4. Rồi, và xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở video sau.